thì giới thiệu trước. Isekai. Isekai của Nhật các bạn nhá. Con này thì là do Kawasaki sản xuất. Kawasaki TH34 các bạn nhá. Kawasaki TH34. Động cơ TH34. Đây sản xuất tại Nhật đây các bạn này, có chữ Japan kìa. Đấy, dập trên đốc máy Japan nhá. Con này thì khá là mới, khá là đẹp luôn. Và con này thì là còn đồng bộ. Đồng bộ luôn. Đồng bộ từ A đến Z và zin nguyên bản luôn. Chưa có thay thế bất cứ một cái bất kỳ một cái đồ gì luôn, các bạn có thể thấy đây. Nha. Trước hết là cái ốp giật của nó là còn nguyên tem Isekai này. Cái thứ hai là cái áo của nó là còn nguyên nguyên màu zin nguyên bản của nó nhá. Isekai thì màu đặc trưng của nó là màu này. Màu xanh dương này. Đây đấy, cái thứ hai là cái tum cần của nó là zin nguyên bản luôn, các bạn có thể thấy đây. Đấy. CH34D là cái con này là nó Isekai thì nó ấy thế nhá. Đây CH34 này. Đấy, Isekai này. Zin nguyên bản luôn, tay cầm này. Tay ga này, tay ga gạt nhá các bạn nhá, công tắc này. Cái này nó bẩn mình chưa vệ sinh cho nên nhìn nó bẩn bẩn này thôi. Công tắc này. Đấy. Cùng kia đông của nó zin nguyên bản theo đồng màu của nó nhá. Này các bạn có thể thấy đồng màu của nó này. Cái tem ở trên cái cần áp cũng đồng màu và cái chắn cỏ cũng đồng màu luôn nhá. Con này thì zin nguyên bản từ A đến Z. Bất kỳ kể cả vùng những con ốc cũng chưa bị thay. Đấy. Nó rất hay. Con này thì là ống cần, nó sử dụng ống cần 28D. Rất là to, rất là dày dặn, đầm. Chúng ta đảm bảo chúng ta sử dụng là nó rất là êm, nó không bị rung. Máy công suất lớn cho nên là cái cần này thì nó bố trí, nó cần lớn thì nó êm. Cái chỗ ngoắc dây đeo này thì nó thiết kế đặc trưng của thằng Isekai rồi. Isekai nó như này. Đấy, nó có 3 lỗ để ngoắc dây đeo nhá. 1, 2, 3. Chúng ta có thể điều chỉnh được vị trí ngoắc dây đeo cho phù hợp. Chỗ nào nó phù hợp để cho nó thăng bằng máy thì cho chúng ta sử dụng nó dễ. Còn cái tay ga này thì nó hơi bẩn một chút do chưa vệ sinh, nhưng mà nhìn các bạn có thể nhìn thấy cái nước, cái chất của nó là nó còn rất là đẹp này, rất là mới. Tuy nó bẩn bẩn thôi nhưng mà chúng ta có thể nhìn được cái chất của nó. Đấy. Cọ rửa đi thì nó sẽ rất là đẹp luôn. Zin dây ga này, dây ga và dây điện thì nó được đấu ở trong cái dây ruột gà này nhá. Đấy. Rất là xịn sò luôn. Máy thì rất là mới nên các bạn có thể thấy được là cái bình xăng của nó còn khá là trắng, và cái đế bảo vệ bình xăng thì nó chưa bị hỏng mòn mấy. Con này thì sử dụng chế của One Pro. Này, chế của One Pro đây các bạn này. Chế One Pro zin nguyên bản đi theo máy, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy. Rất là đẹp, rất là mới. Trời khá là tối rồi cho nên là hình ảnh nó không được sắc nét, nó không được đẹp lắm các bạn ạ. Và cái con máy này thì là thực sự là chưa vệ sinh sạch sẽ, chưa vệ sinh được sạch sẽ hẳn. Cho nên nhìn nó vẫn còn nấm nem. Tuy nhiên là cái ấy của nó, đây cái ống xả của nó bị vờm gãy mất một vài cái nan nhựa nhưng không vấn đề gì. Nắp chắn cỏ trong. Đây các bạn có thể thấy được là mã máy lớn nhất TH34 nhé. Cái này là của Kawasaki sản xuất nhé. TH34D. Con này rất là mạnh. 34cc lòng 37 ly nhá. Cực mạnh luôn đấy. Nếu như chúng ta sử dụng để mà làm những cái công việc nặng nhọc, công việc lớn ấy, thì nó rất là ok. Và đặc biệt cái con này thì nó thiết kế ống cần 28 ly, cho nên là chúng ta dễ dàng nắp vào những cái bộ sới cỏ sạc đất vào đây. Đấy. Chúng ta tháo cái đầu bò ra và chúng ta nắp cái hộp số, cái đầu dẫn ấy. Xong chúng ta nắp cái bánh xả cỏ, bánh sới đất, bánh tạo rãnh, tạo luống ấy. Thì là con này thì là ok, rất là đáp ứng tốt cái nhu cầu đấy. Bởi vì là máy của nó động cơ cũng khá là khỏe. Và cái thứ hai nữa là nó sử dụng cái hệ thống chuyển động này. Cái cần này, cái ti này, chúng nó rất là to chắc chắn. Thế cho nên là chúng nó sử dụng những cái bộ đầu cắt cỏ sới đất là rất là ok nhá. Nó không sẽ không bị ảnh hưởng, sẽ không bị hại máy mấy. Tay cầm thì các bạn có thể thấy tay cầm nó thiết kế khá là cao ráo và nó tương đối là chắc chắn, khá là chõi. Cho nên là chúng ta cầm nó rất là êm, là sướng thôi.
làm việc thì con này ấy, nó thiết kế là rất là trường dài và nó là to đầm, cho nên chúng ta làm việc trong một khoảng thời gian dài thì là nó con này là nó đáp ứng rất là tốt những cái nhu cầu. Đấy, rất là đáp ứng tốt công việc. Đấy, mình sẽ test nổ cái máy cho các bạn tham khảo nha. Đấy, máy rất dễ nổ nhá, giật nhẹ cái nổ thôi. Đây, ra này. Máy thì là vừa mới rửa xong cho nên là nó còn tí hơi nước thì nó có tí khói thì cũng không vấn đề gì. Đấy, như này là nó động cơ xăng pha nhớt thì nó có cái tí khói thì là nó mới là ok nhá. Và sau đây mình sẽ ra mạnh một chút để cho các bạn tham khảo. Khá là êm luôn, khá là mạnh. Mạnh vật vã luôn. Mang con đấy vào đây. Ok. Để mình bảo thằng em mang tiếp cái máy ra để mình test tiếp. Hôm nay trời hơi tối, hơi sẩm sẩm tối một chút rồi. Rồi ok. Bạn nào mà có nhu cầu mua con này, cảm thấy ưng con này thì liên hệ với mình qua số Zalo mình ghi ở phần mô tả video nhé, giá mình ghi đấy luôn. Đấy. Mình xin kết thúc video giới thiệu con này ở đây để mình giới thiệu sang con khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.